Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Gala TV. Thì như các bạn cũng nhìn thấy dưới tiêu đề thì trong video ngày hôm nay Gà có một cái sản phẩm rất là hay mà Gà muốn test với mọi người. Đó chính là máy hút mụn, hút bã nhờn 69.000 mà Gà mua được trên Shopee. Thì tại sao Gà đã làm cái video này? Đó là bởi vì cách đây tầm 2-3 tuần thì Gà có xem thử video của chị Trinh Phạm. Và chị đã review cái máy hình như là cũng tương tự cái máy này của Gà nè. Kiểu lúc mà nhìn chị test cái máy của chị thì cảm thấy là rất là vui. Và Gà cảm thấy là cái sản phẩm máy hút mụn như thế này thì sẽ là một cái sản phẩm mà rất là nhiều bạn cảm thấy là thích thú, và đồng thời là cũng có rất là nhiều bạn muốn tham khảo, đúng không? Thì Gà quyết định là mua cái máy này về và review nó ở trên kênh của Gà để các bạn có thể có thêm nhiều nguồn thông tin tham khảo về những cái loại máy hút mụn hay là máy hút bã nhờn như thế này nha. Thì cái máy này Gà mua nó với giá là 69.000 ở trên Shopee á. Các bạn chỉ cần lên Shopee xong search là máy hút mụn thì các bạn sẽ thấy những cái deal, có deal 5 mấy nghìn, xong deal 69.000, deal 100 mấy chục nghìn, nói chung là rất là nhiều deal luôn, có deal 200 mấy chục nghìn nữa. Tuy nhiên là Gà thích cái số 69 nên Gà đã chọn cái máy 69.000 này. Thì lúc mà nó được giao tới Gà thì căn bản là nhìn nó cũng giống vậy luôn nè. Nó có trong cái hộp nữa, nhưng mà cái hộp đó thì khá là ọp ẹp nên Gà cũng đã bỏ đi rồi. Thì ở đây Gà thấy là nó có cho mình ba cái đầu hút mụn này các bạn. Cái máy này thì Gà không biết là nó sạc hay là nó chạy bằng gì, tại Gà không thấy ổ sạc, chắc là nó chạy bằng pin. Tại vì Gà không có thấy là nó cho Gà thêm một cái cáp sạc nào hết, nên Gà nghĩ là chắc có lẽ nếu vậy thì chắc là nó phải chạy bằng pin, đúng không? Và chắc đây là cái chỗ thay pin của nó này mọi người. Đây, mình nghĩ đây là cái chỗ thay pin của nó. Và thật sự cái máy này á, thì nó không có, Gà thấy là nó cũng chẳng có thương hiệu gì cả. Căn bản là đây chỉ là một cái máy kiểu giống như là blackhead meter, có nghĩa là đây là một cái máy hút mụn đầu đen thôi. Và nó sẽ có ba cái đầu ở đây, nó có ghi rất là rõ luôn. Một cái đầu á, thì nó tên là large round hole tip, thì cái này sẽ là cái đầu mà kiểu lực hút của nó mạnh nhất. Ngoài ra thì nó còn có hai cái đầu nữa, một cái đầu là small round hole tip và một cái đầu là elliptical hole tip. Để xem hình như là cái đầu to nhất là cái đầu này. Thì người ta nói thì đây là một cái đầu mà dùng để hút mụn ở trên cái vùng T-zone này nè. Nói chung là đây sẽ dành cho những cái loại da mà nó mỏng, tuy nhiên là nó phải khỏe thì mới nên hút bằng cái đầu này. Tiếp theo thì sẽ có một cái đầu nở đầu này nè các bạn, tròn tròn mà nó nhỏ nhỏ, thì đây sẽ là small round hole tip. Thì cái này là dành cho những bạn nào mà có da vulnerable là dễ bị tổn thương á, những cái bạn mà da mỏng với lại những cái bạn da nhạy cảm thì nên sử dụng cái đầu này. Còn á, cái đầu này á là cái đầu elliptical, thì tức là cái đầu hút này các bạn thì nó sẽ là hình ellipse hơn. Nói chung là nó sẽ giúp hút ngay những cái chỗ mà kiểu mấy cái đường mà kiểu gần khóe mũi rồi này nọ, thì thường thường người ta sẽ sử dụng cái đầu này. Nhưng mà Gà thấy là giữa ba cái này có lẽ Gà sẽ sử dụng cái đầu ellipse này thôi, tại vì Gà chỉ muốn hút trên cái vùng mà kiểu như vùng cánh mũi thôi, chứ Gà ít khi mà hút lên má lắm, tại Gà thấy vậy thì nó sưng hơi ghê. Đợt trước Gà coi video của chị Trinh á, thì Gà thấy là chị có vẻ cầm cái máy này hút ở cái vùng cầm á, xong rồi chị bị sưng cầm mấy ngày đâu, chị còn post ở trên Instagram với lại post trên post YouTube nữa, nên Gà khá là sợ, khá là rén á mọi người. Giờ thì Gà sẽ thử khởi động cái máy này nha. Đó, mình có thể cảm nhận được cái lực hút của nó luôn á mọi người. Đây, các bạn có thể thấy là nếu mà hút lên tay á, đó như thế này, thì nó sẽ để lại một cái dấu kiểu tròn tròn á. Nhưng mà cái dấu tròn tròn nó kiểu cũng biến mất rất là nhanh đó mọi người. Nhưng mà nếu mà cái này hút lên mặt thì Gà nghĩ là nó sẽ làm mình mặt mình bầm á. Đây các bạn thấy không, ngay cái chỗ Gà hút này thì cảm giác là nó hơi bầm bầm một xíu. Nói chung là mình nên cẩn thận khi hút bằng cái này ở trên mũi ha. Bây giờ thì lắp cái đầu này vào, sau đó Gà zoom các bạn lại gần, xong mình hãy thử hút mụn ha. Thì hiện tại như các bạn có thể thấy thì da của Gà căn bản là Gà vừa mới tắm xong á, tóc còn ướt luôn, nên da của Gà hiện tại đang rất là ẩm và nổi, lỗ chân lông thì rất là nở luôn. Nếu mà bạn nào mà hút mụn mà lúc mà kiểu mình vừa mới rửa mặt xong thôi á, thì các bạn nên là mình xông hơi một chút, hoặc là mình giặt một cái khăn ấm á, xong rồi mình áp lên mặt cho lỗ chân lông của mình nở ra. Còn Gà thì Gà vừa mới tắm xong luôn, nên là căn bản là cái lỗ chân lông trên mặt Gà nó cũng đã nở rồi. Bây giờ Gà sẽ lấy một ít lotion để Gà lau trước cái vùng này, tại Gà cảm thấy là nếu mà cái vùng da của mình mà nó mềm á các bạn, thì có lẽ là hút sẽ dễ hơn. Như các bạn có thể thấy da Gà đang có những cái vết đỏ, tại vì là móng tay Gà bị xước á, xong rồi ngủ Gà cào lên mặt lúc nào Gà không biết luôn, xong nó đỏ lẻ. Trên này Gà còn có một cái nốt mụn nữa nè, nốt mụn hôm nay mới nặng xong nên kiểu nó hơi tơ một chút, nhưng nói chung là cũng không có sao. Nói chung là trên cánh mũi Gà thì có rất là nhiều mụn đậu đen luôn đây, nhưng mà kiểu có cả vừa có mụn đậu đen vừa có sợi bã nhờn nữa, thì không biết là cái máy này có hút được gì không. Gà hơi lo luôn á mọi người, xong mình thử ha. Bây giờ cái lực hút của nó mạnh phết đó nha. Với lại máy này các bạn biết sao không, Gà có sử dụng cả BHA nữa, nên là mụn đầu đen trên mũi của Gà căn bản là nó cũng trồi lên khá là nhiều. Nên Gà nghĩ là lúc mà tắm, vừa mới tắm xong ở trong phòng tắm luôn á, thì có cái máy hút mụn này cũng khá là tiện á. Đây, coi thử xem, nó có lấy ra được một xíu mọi người, nhưng mà chỉ là sợi bã nhờn thôi chứ Gà chưa thấy nó ra mụn đầu đen. Giờ tiếp thôi,
Tôi chưa phải là chuyên gia trong cái chuyện này. Nhưng mà mũi là thấy hơi đỏ đỏ lên một chút. Thử hút cái vùng này xem, một vùng này cũng là cái vùng mà có nhiều mụn đậu đen đúng không ạ? Tôi tắt máy lại để xem coi nó có ra cái gì không. Nghe thấy á, đây như các bạn có thể thấy nè, nghe thấy là hình như hầu như là nó không ra gì nhiều. Đây để cả sẽ lau lên cho các bạn xem nè. Cái này nó cảm giác giống như là sỏi bã nhờn nhiều hơn á mọi người, là mụn đầu đen. Tuy nhiên là lúc mà rờ lên mũi là thì là thấy là nó láng láng hơn một xíu. Cảm giác giống như là sỏi bã nhờn, mấy cái sỏi mà kiểu trắng trắng mà mình hay thấy trên mũi của mình, nó được hút ra mọi người. Còn ví dụ như là mụn đầu đen mà kiểu nó đã ăn sâu vào trong cái mũi này rồi thì khó mà hút ra lắm. Bây giờ chờ gần một xíu, bây giờ cả sẽ đi làm ướt cái mũi thêm một xíu nữa xem là hút có được nhiều hơn không nha. Có lẽ là cả sẽ phải đi làm cho cái mũi của gà nó nở lỗ chân lông ra một xíu để mình thử tiếp ha. Ok, thì như các bạn có thể thấy thì gà vừa mới đi rửa lại cái phần mũi á, và gà có gọi là xông nó lên một chút với lại là hơi nóng của từ khăn ấm rồi này nọ. Thì cái mũi gà bây giờ nó đang giãn lỗ chân lông một xíu, bây giờ gà sẽ thử thêm một xíu cái máy này nữa. Các bạn lưu ý là lúc mà mình đi á, mình đừng có để cho nó dính quá vô mũi của mình á, nếu không là cái mũi của bạn sẽ siêu đỏ luôn á. Các bạn cần phải rất là cẩn thận trong cái việc mà không có để cho cái này làm cho mặt mình bị bầm á mọi người, chứ không bị bầm sợ lắm. Đây, như các bạn có thể thấy thì nó hút ra được nhiều sợi bã nhờn hơn hẳn luôn á mọi người. Đây, sẽ cho các bạn xem thử nha. Đây, các bạn thấy cái phần đục đục trắng trắng ở phần đầu không? Thì nó có hút ra được cái sợi bã nhờn của gà. Tuy nhiên á, là cái phần mà mụn đầu đen á, những cái bạn nào mà có mụn đầu đen mà kiểu lâu năm như gà thì cái này nó hút sẽ không ra đâu. Nên là các bạn đừng hy vọng nhiều quá. Các bạn là những cái loại máy hút mụn kiểu như vậy nè mọi người, nếu mà nó hút ra được cái sợi bã nhờn thì cũng đã là tốt lắm rồi. Mình không nên kiểu hút mạnh quá xong rồi để cố gắng lấy mụn đầu đen ra làm gì ấy. Tại vì nếu như vậy thì nó sẽ làm cho cái vùng da của mình cực kỳ dễ bị tổn thương luôn. Và bây giờ lúc mà gà rờ vào da mũi của gà thì gà thấy là các bạn là nó có cảm giác là nó mịn hơn so với trước khi hút. Mấy cái sợi bã nhờn, mấy cái sợi mà kiểu lợn cợn ở trên mũi gà nó đã được lấy ra rồi mà. Vậy thì đối với cái sản phẩm này nó có ok không ta? Tại vì nó không hút được mụn đầu đen. Nếu mà mình đó những cái mụn đầu đen có chân mà ở sâu trong da rồi thì nó sẽ không hút được. Tuy nhiên là nếu mà các bạn sử dụng nó để hút ví dụ như là kiểu sợi bã nhờn hay là mấy cái kiểu da chết này nọ, nó còn bong ở trên mũi thì gà nghĩ là ok. Ok, vậy thì đây sẽ là đánh giá sơ bộ của gà về chiếc máy này. Các bạn là gà thấy với 69.000 mà mình mua một cái máy rõ ràng là có lực hút như vậy á. Đây các bạn này thấy nè, các bạn có thể thấy kỹ này, nó cái lực hút của nó là hoàn toàn có thật luôn ấy. Đây. Đây các bạn thấy không, thì cảm thấy là khá là ok. Và cái máy này á, thì sẽ rất là hữu ích nếu mà mình để cái máy này kiểu trong phòng tắm á, sau khi kiểu mình vừa mới tắm xong mà da mặt còn ướt luôn cơ, và mình cầm lên để mình đi để mình lấy mấy cái sợi bã nhờn đồ này nọ ra thì càng nghĩ là nó sẽ lấy được rất là nhiều luôn. Còn ví dụ như là các bạn nghĩ là tới mụn đầu đen mình hút ra được thì chắc là không. Với lại thêm một cái nữa là cái việc mà sử dụng những cái máy hút mụn như thế này nè các bạn, thì thật sự là nó cũng không có tốt cho da mình lắm, tại vì nó đang tác động một cái lực để nó kéo cái da của mình ra thì sẽ khiến cho da mình dễ bị lão hóa hơn. Tuy nhiên là đối với những cái bạn nào mà có quá nhiều sợi bã nhờn, có quá nhiều chất nhờn ở trong lỗ chân lông á, dùng cái em này để hút ra cũng là một cách, nhưng mà mình không nên kiểu quá lạm dụng á mọi người. Giống như là mình chỉ nên hút một xíu thôi với lực nhỏ ở trong một khoảng thời gian vừa. Chứ nếu mà các bạn kiểu lạm dụng hay là ngày nào cũng hút đồ này nọ thì da sẽ rất là dễ bị mỏng, càng ngày càng mỏng đi và rất là dễ bị lộ mạch máu này nọ, thì cái này là không có recommend một chút nào hết. Về cái máy này có nên mua hay không thì như đã nói rồi, nếu mà bạn nào có quá nhiều sợi bã nhờn mà không biết làm thế nào để mình có thể lấy sạch ra thì có thể mua thử chiếc máy này về. Sau đó thì ví dụ như là mình vừa mới tắm xong á, xong rồi mình đưa lên xong mình đi lên đi xuống gì tới gì lui á thì có vẻ là khá là ok đó. Đó, nói chung là gần nghĩa là cái máy này 69.000 thì nó nên thử thôi chứ cũng không có gì gọi là căng thẳng lắm đúng không? Và thêm một cái nữa, như các bạn có thể thấy thì cái cách mà gà đi cái máy ấy là gà đi lên đi xuống rất là thường xuyên, gà không có để nó yên một chỗ. Tại vì gà rất là sợ nếu mà các bạn để cái này lên mặt các bạn nha, trong khoảng thời gian gọi là tầm 10 giây ấy là chắc cái khúc đó nó bầm bầm đen luôn á mọi người. Thêm một cái nữa là các bạn tuyệt đối không sử dụng những cái máy mà kiểu hút mụn như thế này, hút những cái mụn mà kiểu mụn bọt. Tại nếu mà các bạn dùng cái máy như thế này mà các bạn để lên cái nốt mụn bọt á thì đương nhiên là không những là nó sẽ không hút ra được cái gì, tại chắc chắn là nó sẽ không hút ra được rồi, mà nó còn sẽ khiến cho cái mụn bọt của bạn viêm và sưng rất là
ghê luôn. Nên là các bạn chỉ nên sử dụng ở những cái vùng mà ví dụ như vùng mũi nó chỉ có mụn đầu đen thôi mà không có mụn bọc thì cảm thấy là ok. Giờ thấy là hút xong thì da không bị rát hay gì hết đó. Nếu mà bạn nào thích thì có thể thử cái máy này ha. Ok, video review gà đến đây là kết thúc rồi. Hy vọng là các bạn thích video, gà sẽ tiếp tục làm thêm những cái video mà về thử những cái gọi là dụng cụ làm đẹp mà vừa lạ mà vừa rẻ mà có thể kiếm được trên Shopee hay là bất cứ cái sàn thương mại nào đó như kiểu như vậy đó. Thì hy vọng là các bạn sẽ thích những cái video kiểu này ha. Và một cái fun fact với cái máy này là gần nghĩ là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng nó để hút bụi á. Ví dụ như là có mấy cái chỗ mà có mấy cái kẽ mà các bạn muốn hút á thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái máy này luôn. Gần nghĩ là nó sẽ làm cái máy hút bụi tuyệt vời. Ok, bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau Gali TV. Nếu bạn thích thì nhớ like, subscribe Gali TV nha.